Mẫu xe Mitsubishi XFC concept và những chi tiết dễ bị loại bỏ trên phiên bản thương mại. Mitsubishi XFC concept là mẫu concept đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này sẽ được bán ra từ năm sau. Sáng ngày 19 tháng 10, Mitsubishi đã ra mắt toàn cầu mẫu XFC concept tại thị trường Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản cho biết, phiên bản thương mại của mẫu xe này sẽ ra mắt trong năm tài chính 2023 và bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 các mẫu xe concept được tạo ra để giới thiệu thiết kế hoặc công nghệ mới của các hãng xe được mang đi trưng bày để đánh giá phản ứng của khách hàng đối với những thiết kế mới và cấp tiến có thể được sản xuất hàng loạt hoặc không do đó các mẫu concept sẽ có nhiều chi tiết và trang bị không phù hợp trên phiên bản thương mại do tính ứng dụng thấp đồng thời phải đảm bảo tính cạnh tranh về giá bán đầu tiên là cụm đèn led năm thanh ngang có khả năng sẽ bị loại bỏ để nhường vị trí cho đèn pha giải đèn xi si nhan mỏng cũng sẽ được tái thiết kế và tăng cường độ sáng. Xe bán ra với phiên bản động cơ xăng và động cơ thuần điện. Do đó, lưới tản nhiệt kín trên Mitsubishi XFC Concept chỉ phù hợp với động cơ thuần điện, còn động cơ xăng cần lưới tản nhiệt hở, như thông thường để cung cấp không khí cho quá trình đốt cháy nhiên liệu và tản nhiệt. Hai đèn LED hình lục giác là nơi đặt đèn sương mù. Nắp capo với khe thoát gió thường chỉ có trên các mẫu xe hiệu năng cao và khó xuất hiện trên phiên bản thương mại. Mẫu concept này dùng mâm kích thước 20 in, nhưng phiên bản thương mại nhiều khả năng chỉ được trang bị mâm 17 in, hoặc 18 in tương tự mặt bằng chung phân khúc. Tổng thể thiết kế của Mitsubishi XFC concept có lẽ không thay đổi vì nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía báo giới và người dùng. Xe thuộc phân khúc SUV trên crossover cỡ B, cạnh tranh Kia Celtis, Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta hay Honda HR-V. Hai đèn led hình lục giác phía sau là vị trí đặt ống xả hoặc đèn phản quang. Gương chiếu hậu dạng camera mang thẩm mỹ cao nhưng chưa thực sự phù hợp để sử dụng trong thực tế. Nút bấm mở cửa kích thước nhỏ nhỏ dường như chắc chắn sẽ bị thay thế bằng tay nắm cửa thông thường. Bên trong khoang cabin Mitsubishi XFC concept, màn hình hiển thị hình ảnh từ camera chiếu hậu hai bên chắc chắn là nơi đặt cửa gió điều hòa. Thiết kế tổng thể khoang cabin nhiều khả năng không thay đổi. Nút bấm trên vô lăng của phiên bản thương mại có lẽ là dạng cơ học, thay vì nút bấm cảm ứng hiện nay mới phổ biến ở phân khúc hạng sang. Xe concept thường có ít chi tiết, ví dụ tiết giảm hệ truyền động, hệ thống dây điện, điều hòa, nên có nhiều không gian cho nhà sản xuất sáng tạo. Cụm điều khiển trung tâm dạng lơ lửng cũng sẽ bị thay thế vì khó đảm bảo về độ bền. Cụm điều khiển kính và gương chiếu hậu sẽ bị thay thế bằng nút bấm cơ học. Ghế ngồi thiết kế thể thao khó đi vào thực tế. Cửa sổ trời hình giọt nước vô cùng đẹp mắt nhưng có thể được tinh chỉnh thành dạng toàn cảnh hoặc nửa trần, như đại đa số mẫu xe hiện nay. Điều hòa hai vùng độc lập ở hàng ghế sau là trang bị xa xỉ ở phân khúc SUV trên over cỡ B, nên khó đi vào hiện thực. Đây có thể là vị trí của cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.